Thưa quý vị, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Các cơ quan đơn vị địa phương trong toàn tỉnh tích cực chăm lo phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Trong những năm tới, xác định khu vực biên giới là địa bàn trọng điểm để các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để hoạt động. Các vấn đề liên quan đến tình hình biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam, gây chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà nước và nhân dân hai bên biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ động nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh vững mạnh. Bên cạnh đó, kịp thời xử lý các tình huống trên biên giới, đúng chủ trương, đối sách, không để bị động bất ngờ. Chủ trì phối hợp với các lực lượng chính quyền địa phương, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, theo quy định của pháp luật. Triển khai quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng pháp luật, các văn kiện pháp lý và các thỏa thuận hai nhà nước Việt Nam-Campuchia đã ký kết. Đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại chính quyền, ngoại giao nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.